hoạn cảnh chiều trong tù trả lại cho dân, nói lên những cái nỗi đau của người dân trong nước trên 90 triệu người. Đó cũng là một cái chủ đề trong ngày chuyển đổi đêm nay. Mời quý vị theo dõi và thưởng thức. Nhanh lên, đi nhanh lên. Tôi đang
Trở lại đây.